Mỗi người mỗi cảnh mỗi cách. Eva bây giờ sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái cách mà Eva có thể hạn chế được cái hội chứng lo ngại đi làm sau Tết của các bạn. Nếu như mà các bạn nghe thấy phù hợp thì các bạn có thể thử xem thế nào ha. Cái cách thứ nhất á, Eva nghĩ rằng là điều bạn càng sợ thì bạn càng tập cho mình cái gan đối diện với nỗi sợ đó đi. Mình hiểu. Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Quân Sư Eva. Đầu tuần các bạn đi làm như thế nào rồi? Tinh thần có phấn chấn không? Có đang giải suy nghĩ gì trong những ngày đầu năm cần Eva hỗ trợ hay không? Mặc dù Eva là người đã hoạt động tự thân cũng đã có một thời gian khá dài rồi, nhưng mà Eva cũng không quên những ngày tháng làm việc ở môi trường công sở các bạn. Sáng đi làm rất sớm, rồi tối về hơi khuya, quần quật một năm, rồi sum họp với gia đình, thư giãn đầu óc một chút, ăn uống thả ra. Tâm trạng nói thiệt là cũng quải đi làm lắm các bạn. Dần dần Eva trưởng thành thì cái sinh hoạt Tết trở nên ý thức hơn. Eva bớt ăn nhiều hơn để tránh mập, dành cái quỹ thời gian rảnh để chuẩn bị cho những ngày lâm trận vào giai đoạn đầu năm. Nhưng mà nói thiệt là cũng không có tránh khỏi những trăn trở và tâm lý một chút quan ngại về con đường thử thách phía trước. Đến khi mà Eva đã chín mùi trong tư duy và cũng có thể tự tin hoàn toàn về bản thân của mình thì Eva đã tự thiết lập cho mình hai cái nguyên tắc trong cái việc mà Eva có thể thuận hòa, hanh thông được cái lộ trình phía trước, để Eva cảm thấy rằng là Eva không có cảm thấy sợ cái việc mà đi làm sau Tết, thậm chí là còn có một cái cảm giác nôn nao với cái thử thách phía trước đó các bạn. Mỗi người mỗi cảnh mỗi cách. Eva bây giờ sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái cách mà Eva có thể hạn chế được cái hội chứng lo ngại đi làm sau Tết của các bạn. Nếu như mà các bạn nghe thấy phù hợp thì các bạn có thể thử xem thế nào ha. Cái cách thứ nhất á, Eva nghĩ rằng là điều bạn càng sợ thì bạn càng tập cho mình cái gan đối diện với nỗi sợ đó đi. Mình hiểu rằng là bạn chắc có rất là nhiều cái nỗi sợ khiến bạn chùng chân. Ví dụ như là sợ đối diện với cái ông sếp khó ưa, đối diện với đồng nghiệp độc mồm ích kỷ, sợ không tìm được công việc ưng ý, sợ rằng là cái sự thay đổi đó có thể khiến cho bạn khó khăn sau này, sợ rằng bạn không theo kịp được kỳ vọng của sếp khó, sợ rằng bạn có thể khó giữ được công việc khi mà công ty đang cơ cấu lại, tinh gọn chi phí do hậu quả tàn dư của dịch Covid, đúng không? Nói chung là có rất là nhiều những cái nỗi sợ cả đống nó cứ lảng vảng trong đầu của bạn. Nhưng khi bạn sợ thì bạn có nghĩ rằng là những cái người khác chung quanh của bạn cũng có sợ như vậy không? Dĩ nhiên là có chứ. Trong số 10 người thì mình đảm bảo với bạn tối thiểu cũng có 6 người họ sợ giống như bạn rồi. Nhưng mà họ vẫn cố vượt qua, vẫn làm được. Họ không trốn tránh điều đó bởi vì sao mà biết không? Thứ nhất, họ không có nhiều sự lựa chọn. Thứ hai, nếu họ từ bỏ con đường đang có một cách dễ dàng thì có khả năng là họ đang từ bỏ một cơ hội rất khó mà có sau này. Thứ ba, họ vẫn có lý trí để mà nhận ra sự khác nhau giữa cái việc sợ rồi bỏ trốn sát với cái việc sợ nhưng mà vẫn cố gắng đương đầu, bởi vì hậu quả của cái sự bỏ trốn đó nó còn kinh khủng hơn nhiều so với cái việc mà bạn dám giáp mặt với nỗi sợ đó để các bạn vượt qua. Chỉ là cái vấn đề nó sớm hay muộn mà thôi. Cái cuộc sống này á, ngày càng khó khăn thì cái sự lựa chọn càng càng trở nên kén chọn. Không phải là bạn kén nữa mà thị trường rất là kén bạn. Đối diện với nỗi sợ cũng chính là bước đầu của sự thay đổi bản thân để tránh bị đào thải. Nếu chúng ta càng nhát gan thì rất dễ dàng. Những người dũng cảm sẽ thay thế các bạn. Một khi không còn chỗ đứng nữa, bạn muốn tìm lại cái vị trí cũ ngày xưa cũng đã có người chiếm chỗ mất rồi bạn. Điều thứ hai, Eva nghĩ rằng là các bạn cần phải tìm ra động lực cho việc mà các bạn làm. Bạn đi làm vì điều gì? Vì bản thân bạn, vì gia đình, vì những ai quan tâm? Thử nghĩ đến cái diễn cảnh nếu bạn không tiếp tục cố gắng, bản thân của bạn hụt chân thì những người bạn yêu thương của các bạn sẽ như thế nào nếu như mà không có ai hỗ trợ họ. Người Việt Nam chúng ta vốn sống rất là tình cảm. Nhiều khi làm nhiều, có nhiều tiền, cứ dành dụm đó các bạn không dám ăn. Ăn tô hủ tiếu còn cảm thấy tiếc nữa.
mà bao nhiêu từng đồng từng cắc đó gửi về cho gia đình. Khi chúng ta thấy được cái ánh mắt vui vẻ của họ khiến cho người chúng ta quan tâm có một cái cuộc đời đỡ vất vả hơn thì chúng ta hạnh phúc vô cùng luôn các bạn. Bản chất rất là có nhiều điều ước. Ước gì bạn được cái này, có được cái kia, và từ điều ước đó bạn sẽ đem lại những nụ cười hơn cho những người bạn yêu quý như cha, mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, thậm chí là đồng nghiệp đáng cần bạn giúp đỡ. Hãy tìm ra cái lý do cho việc làm của bạn, hay chỉ đơn giản là bạn làm gì bạn để bạn có thêm kiến thức, bản lĩnh, trải nghiệm cuộc đời để tồn tại trên thế gian này. Hoặc khi bạn gặp một người sếp rất là khó, bạn không biết là ông ta có thể là khiến cho bạn vượt qua được cái ải này hay không, thì bạn hãy nhớ một cái câu nói như thế này: không có vất vả khổ đau thì làm sao các bạn biết được cái cảm giác ngọt ngào của sự thành công là gì, đúng không? Thì chúng ta trải qua những cái vất vả đó cũng giống như là một cái ải để các bạn vượt qua một cái dòng parking, để rồi các bạn cảm thấy rất là vui vẻ những gì mà các bạn có được. Hãy cứ nghĩ và vượt qua áp lực con người, áp lực công việc cũng giống như là một cái thử thách của đời người mà ai cũng phải trải qua hết. Khi bạn có được những điều mà bạn cần thì bạn sẽ cảm thấy rằng là sự tuyệt vời đó, nó cảm giác nó sung sướng làm sao các bạn. Hãy là một cái người thủy thủ dũng cảm trong cái thế giới phiêu lưu này. Cuộc đời đôi khi giống như là một trò chơi, một cái thế giới diễn tưởng gì đó mà bạn cần phải chinh phục, phải thắng được nó. Hãy xem mình giống như là một nhân vật chính của cuộc đời. Mà bạn cũng biết đó, thì nhân vật chính thì thường gặp nhiều chông gai, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhân vật chính, thường là sống tốt, sống giàu sang, sống được có những vinh quang khi mà chúng ta đã trải qua những cái nghiệp quả thật sự rất là trầm luân trong cuộc đời, mà chúng ta không có bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta luôn cố gắng trở thành một cái người tốt nhất có thể. Các bạn hãy vững tin lên các bạn nhé. Và đừng sợ, các bạn sẽ làm được. Và nếu như các bạn gặp khó khăn hay là nan giải gì, hãy nhớ được rằng là Quân sư Eva ở luôn ở bên cạnh bạn và cho bạn những lời khuyên cần thiết để giúp cho các bạn vững tin hơn về tinh thần của mình. You are not alone anymore. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo. Bye bye các bạn.